mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube top chuyện hot nhắc lại tập trước lâm ngữ kinh trở về nhà gặp bố nhưng vừa vào cửa hai cha con đã lời qua tiếng lại bà cô hỏi ai đồng ý cho cô chuyển vào ký túc xá ở cô nói phó minh tu đã ký tên đồng ý cho cô ngay lập tức bà cô đã tát cho cô một bạt tai mày còn dám nói dối tao đã hỏi phó minh tu nó nói không biết chuyện này có phải mẹ mày dạy mày nói dối thế không Lâm Ngữ Kinh cảm thấy nực cười, khi bao năm qua ông ta chưa từng làm tròn trách nhiệm người cha nhưng giờ lại muốn lấy tư cách người cha để dạy dỗ cô. Phó Minh Tu đã xuất hiện đúng lúc ngăn cha cô lại. "Là tôi nhớ nhầm, đúng là tôi đã ký cho nó ở ký túc xá trường. Hai người cũng đừng cãi nhau nữa làm ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi." Nói rồi anh kiếm cớ muốn ăn bánh mà kéo Lâm Ngữ Kinh ra ngoài. "Cô và bố cô sao lại gay gắt như vậy?" Ông ta hay đánh cô lắm mà. Không đây là lần đầu tiên. Trước đây ông ấy không thèm quan tâm đến tôi. Này lúc nãy không phải tôi muốn giúp cô đâu đấy. Tại tôi thấy ồn ào trướng mắt nên mới làm thế thôi. Lâm Ngữ Kinh qua vài lần giờ đã hiểu con người của ông anh kế này rồi. Chính là ngoài lạnh trong nóng, chỉ giỏi cứng miệng thôi còn tâm lại tốt. Cảm ơn anh trai, giờ anh định đưa tôi đi đâu vậy? Gì mà đi đâu, giờ tôi còn có việc cô thích đi đâu thì đi anh không muốn ăn bánh nữa ư ừ, cô đã mua cái bánh nào cho tôi đâu vậy anh kéo tôi ra ngoài này làm gì không kéo cô đi nhỡ ông ta lại đánh cô thì sao nói rồi phó minh tu lên xe phóng đi để lại một mình lâm ngữ kinh đang nghĩ xem nên đi đâu cô nghĩ giờ cô chẳng có nơi nào để đi vậy là cô lại đến cửa hàng tiện lợi gần nhà ngồi nhìn bản thân qua kính cửa mà lâm ngữ kinh có cảm giác cô như người nhà quê ra phố ngơ ngác bị đuổi việc giờ bơ vơ không tiền không nhà đi lang thang phải chú tạm ở cửa hàng tiện lợi để ăn mì gói vậy lâm ngữ kinh vừa ăn mì vừa nghĩ về cuộc đời thì kinh ngạc khi thấy thẩm quyện xuất hiện ở đây thẩm quyện cũng ngạc nhiên khi thấy cô giờ này ăn mì ở đây sao cậu lại ở đây cô vội quay mặt đi đáp tôi đang ăn tối cô nghĩ không biết cậu còn giận chuyện sáng nay ở trường không nhỉ thẩm quyện đã để ý thấy vết đỏ trên má cô vội hỏi mặt cậu bị làm sao thế kia à chuyện này hơi phức tạp nói ra thì dài lắm thẩm quyện đột nhiên cúi xuống gần cô để xem má cô anh có vẻ tức giận liền hỏi cô là ai đánh cậu